Cái gì? Cắn nè. Có mấy đèn ngoài đó chớp chớp đẹp ha. Chớp là cái đường vô đó. Anh ơi cho em gửi cái giò đó. Gửi đi. Cho gửi cái cảnh đó anh. Kia người ta đốt ung bỏ vô khói sáng giới luôn. Đốt xa, đốt xa lạnh đó. Ở đâu cái nương vậy? Cái bên đụng chạm gì hết trơn vậy. Nha đam này nó không có cục như nha đam kia ha. Có để yến nữa. Cái yến, yến già, yến loại 3 là yến nó đẻ 1-2 năm rồi đó. Là cũng như là 10 phần. Nhà đang xin nghỉ. Nói mua thuốc uống. Uống luôn là hết rồi. Còn uống thuốc rồi sớm rồi. Cái này chấm mặt.